tu sĩ không nên làm con nuôi em nuôi hỏi kính thưa thầy có tu sĩ ở chùa nhà quê sau khi đi học lớp dự thính tại chùa quán sứ hết khóa học không chịu về quê ở nhờ nhà một vị cư sĩ và nhận hai người này làm cha mẹ nuôi một người xuất gia bỏ cả gia đình cha mẹ đi tu thế mà nhận người khác làm cha mẹ nuôi anh nuôi như vậy có đúng không thưa thầy Đáp. Thời đại mạt pháp, người ta lợi dụng chiếc áo tu sĩ để đi học hành, tạo công danh mà khỏi tốn tiền bạc của cha mẹ, đó là những hạng người lừa đảo tín đồ chứ không phải là những người tu hành thực sự. Đúng nghĩa của đạo Phật, đi tu là phải tự lực tìm đường giải thoát cứu mình, ra khỏi biển khổ trầm luân của cuộc đời chứ không phải tìm danh tìm lợi. Cho nên, bỏ hết cuộc đời, sống không gia đình, không nhà cửa. Có đâu lại tìm người làm cha nuôi, mẹ nuôi, anh nuôi, chị nuôi, kết tình kết nghĩa, thì sợi dây ái kiết sử làm sao bức được. Một tu sĩ nhận cha nuôi, mẹ nuôi, anh chị em nuôi là một điều không đúng đạo Phật. Đó là hạng người tu hành dối trá, lừa đảo Phật tử. Quý Phật tử hãy lưu ý những người tu hành như vậy. Họ là những người giả tu, là những người chạy theo danh lợi bằng cách lường gạt, Phật tử hãy tránh xa. Họ là bọn ma dương đội lốt tu sĩ Phật giáo, phá giới luật, khiến cho mọi người khinh chê Phật giáo. Phật giáo mất uy tín là gì giới tu sĩ này? Quý Phật tử hãy tránh xa, tránh xa họ như tránh bệnh cùi, bệnh hủi.